Bên trong căn biệt thự hào hoa này, một quan chức kiểm soát viên về hưu đang tận hưởng dịch vụ spa người mù, nhưng đang xoa bóp thì anh chàng người mù nghe thấy tiếng cạy cửa bên ngoài. Tên quan chức kiểm soát định mở camera lên xem, nhưng bên ngoài lại không có ai cả. Người mù kiên trì nói, người kia không phải đang cạy khóa, người đó đã đi vào trong rồi. Quả nhiên, mục đích của đám cướp rất rõ ràng, chính là số tiền dơ bẩn mà tên kiểm soát này đã nhận hối lộ được cất giữ trong két sắt. Quan chức kiểm soát giả vờ phục tùng theo, thế nhưng một giây sau, chỗ Nhập Vân tay vang lên tiếng cảnh báo. Hắn ta nhân cơ hội này, nhanh tay lấy côn điện, uy hiếp đám cướp mau cút khỏi nơi này, nhân lúc tôi không nhìn rõ mặt các người, mau cút khỏi đây đi, khốn kiếp. Chỉ là tên cầm đầu đám cướp lại không làm theo lối cũ, không nói một lời tháo khăn bịt mặt xuống. Bây giờ thì thấy rồi chứ, bem nó, có thể bem sao, có thể bem đi. Tên cầm đầu sốc tê vuốt ve cây thánh giá trên người mù, hỏi người mù có thật không nhìn thấy được không. Người mù nói đúng, nhưng chỉ ngay sau đó, sốc tê đột nhiên nhặt giá đựng nến lên, định nện thẳng vào đầu anh ấy. Ngay thời khắc chiếc kim nhọn hoắt chỉ cách mắt đúng 0.01mm, đôi mắt của người mù vẫn không hề động đậy, xem ra đúng là mù thật. Sốc tê thả cho anh ấy một con đường sống. Sau khi ba người thuận lợi thu đội xong thì cảnh sát mới chậm rãi đi tới. Sau một hồi rượt đuổi qua vài con hẻm, một cậu bé bị đụng ngã ngay lối rẽ đã thành công khiến cảnh sát mất dấu. Không sai, cậu bé này chính là thành viên của đám cướp. Cậu bé tên Hoa Y, 15 năm trước cậu còn là một đứa bé bị bọn cướp bắt cóc về, nhưng có ai ngờ được rằng trong cục cảnh sát có gián điệp của bọn cướp. Ngay lúc đám cướp đi lấy tiền chuộc, không may toàn bộ hành động đều bị bại lộ. Ngay đến tên cầm đầu sốc tê cũng không khỏi cảm thán, sao người làm bố mẹ lại không biết cái đầu của con mình đáng giá đến mức độ nào. Bọn họ mang đầu của cậu bé chôn dưới gốc cây cảnh rồi đem về nhà. Ngay khi một người trong số đó chuẩn bị tiêu diệt con tin diệt khẩu thì tên trùm sốc tê đột nhiên ra tay ngăn tên xạ thủ lại. Ý tứ rất rõ ràng, không ra tay chính là giữ lại. Kitae thì nhanh chóng bê cái cây ra rồi ôm cậu bé Hoa Y từ bên trong ra ngoài, đặt tên là Hoa Y. Ngoài cậu bé cùng 5 tên cướp ra, trong này còn có một cô gái bị họ dùng gông xiềng trói lại. Cứ như vậy, cậu bé cùng 6 tên cướp không hề thân quen nhưng lại sở hữu những kỹ năng tuyệt hảo cùng chung sống suốt 15 năm. Đương nhiên, người nào người đấy đều đối xử với Hoa Y như con ruột. Họ dạy cho Hoa Y những bản lĩnh đỉnh nhất của mình. Ông bố xạ thủ Biemsu dạy cậu cách bắn súng, ông bố Đông Biêm dạy cậu cách dùng dao. Hoa Y trời sinh thông minh, dù có là lái xe, đọ sức hay máy tính thì đều học thành tài. Thậm chí ông bố quân sư Jin Sung còn chuẩn bị hộ chiếu thay cho cậu. Ông ta muốn đưa cậu ra nước ngoài du học. Ông ta biết rằng Hoa Y khác với bọn họ, mà lần bắt cóc đó đã để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng với cậu. Cậu sẽ thường xuyên đột nhiên nhìn thấy quái vật. Vì để chữa trị cho cậu, Sốc Tê nghĩ ra một cách lấy độc trị độc để cậu một mình đối mặt với nỗi sợ hãi. Chỉ là cậu nhóc này lại quá nhút nhát, cho đến bây giờ vẫn chưa thể khắc phục được nỗi sợ. Thậm chí khi thích một cô bé, cậu cũng chỉ có thể âm thầm đứng một bên nhìn trộm. Suýt chút nữa đã bị xe tông trúng, may rằng cô bé phóng khoáng cởi mở, chẳng mấy chốc hai người đã trở thành bạn bè. Vì không muốn Hoa Y trở thành người giống như mình, tên trùng chưa từng để cậu nhúng tay vào cuộc sống dơ bẩn này. Hết cách, hắn chỉ đành dùng cách cuối cùng, đó là để cậu nhìn thấy tiết canh. Ngày mà quan chức kiểm sát đã về hưu bị hóa vàng, hiện trường còn có cả nhân viên massage người mù, nhưng đám cướp không ngờ được rằng mắt còn lại của người mù thực ra có thể nhìn được. Sau khi cảnh sát dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, cuối cùng người mù cũng nói ra sự thật về quan chức kiểm sát kia. Tin tức truyền đến tai đám cướp, Sốc Tê lập tức dẫn theo Hoa Y xuất hiện tại tòa nhà bỏ hoang, chuẩn bị khi người mù rời khỏi cục cảnh sát sẽ diệt khẩu anh ấy. Thế nhưng đúng ngay thời khắc quan trọng, bóng ma quái vật trong người Hoa Y lại xuất hiện. Hoa Y thất thủ, Sốc Tê tức giận tột cùng, lập tức xoay người cướp lại súng. Thì ra thương Hoa Y nhất vẫn chính là tên trùm Sốc Tê. Hắn ta chỉ muốn Hoa Y luyện thêm chút gan dạ, hắn vốn dĩ không hề muốn để cậu ra tay. Rất nhanh sau, ông bố chuyên lái xe Kitae đóng giả làm cảnh sát cùng với ông bố đao thủ Dong Biem dẫn theo người mù về nhà. Vì để trị khỏi gốc rễ bóng ma của Hoa Y, tên trùm Sốc Tê tiêu tốn không ít công sức. Hắn lôi Hoa Y vào trong căn phòng tối tăm, đứng trước mặt Hoa Y tự tay hóa vàng người mù kia. Nhưng ai ngờ Hoa Y lại càng sợ hãi hơn gấp bội. Không lâu sau, nhóm Sốc Tê lại nhận được vụ làm ăn lớn. Có một ông chủ vừa khai phá được hạng mục bất động sản, nhưng trong đó có gia đình họ im sống hay hẹo không chuyển nhà đi. Dù đám xã hội đen có phá hoại, phóng hỏa, khủng bố, uy hiếp thế nào thì gia đình đó vẫn một mực không chuyển đi. Do vậy, ông chủ thuê đám người Sốc Tê ra tay, ngụy trang thành màn cướp của để lén xử lý sạch sẽ bọn họ. Do xung quanh đó người đông phức tạp, tên trùm Sốc Tê quyết định để Hoa Y đóng giả làm học sinh rồi cậy khóa mở cửa. Trước khi hành động, ông bố Kitae dặn dò kỹ lưỡng, Hoa Y chỉ cần mở cửa sân rồi đột nhập vào trong là được. Làm xong thì lập tức quay về. Quả nhiên, chẳng mấy chốc mà Hoa Y đã nhảy được chìa khóa ngôi nhà đó, rồi còn dùng kim băng trên thắt lưng để cửa lại cho Kitae. Vừa vào trong nhà họ Im, bức ảnh rơi xuống trước cửa nhà đã thu hút sự chú ý của Hoa Y. Cậu bé trên bức ảnh nhìn vô cùng quen mắt. Lúc này, nữ chủ nhân căn nhà trốn trong tủ quần áo, đang gửi tin nhắn cầu cứu chồng, nhưng phút chốc đã bị Hoa Y phát hiện ra. Thời khắc cậu mở cửa tủ ra, nữ chủ nhân nhìn thấy Hoa Y thì vô cùng kinh hãi. Đột nhiên tên trùm Kitae dẫn người bước vào, Hoa Y ôm cả đống nghi ngờ, lén giấu bức ảnh đi. Cậu tha cho người phụ nữ kia một mạng. Đến khi người đàn ông vừa trở về nhà, cả đám người từ phòng bên xông ra, đánh đến khi ông ấy ngã lăn ra đất, mà không ngờ rằng chân phải của nam chủ nhân lại là chiếc chân giả. Cả đám ép hỏi người vợ của ông ấy đang ở đâu. Kết cục, một tiếng hét cầu cứu vang lên, người phụ nữ lao ra khỏi nhà, cô ấy liều mạng bỏ chạy.
cuối cùng chạy đến ngã rẽ thì gặp được người qua đường, nhưng vì sợ hãi quá độ nên được người kia đưa vào bệnh viện. Thời gian gấp gáp, ông bố quân sư Jin Sung thúc giục Dong Bia mau sát hại người đàn ông chủ nhà, nhưng ngay thời khắc định xuống tay thì tên trùm Sốc Tê kéo theo Hoa Y xông vào, không nói không rằng một mực lệnh cho cậu bem nát người đàn ông này. Vừa dứt lời, hai ông bố còn lại đều sững tại chỗ, hai tay Hoa Y run cầm cập. Tên trùm thẳng tay tát cậu một cái, càng giục càng sốt ruột, càng giục càng giận dữ. Lúc này đột nhiên người đàn ông chủ nhà như thể nhớ ra gì đó, lẽ nào cậu là nổ súng. Sau khi về nhà, Hoa Y vẫn nghĩ không thông chuyện vừa xảy ra, cho đến khi người dì trong nhà nhìn thấy bức ảnh. Cháu tìm được bức ảnh này ở đâu vậy? Ảnh cháu hồi còn nhỏ này, dễ thương quá. Nghe vậy đầu cậu như có tiếng sét đánh ngang qua, cậu lần nữa đến ngôi nhà họ Im kia. Trong căn nhà hỗn độn, chỉ có duy nhất căn phòng trẻ em vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Đồ chơi bên trong phút chốc đã thức tỉnh ký ức thời thơ ấu của Hoa Y. Dưới đất còn có cả một đống đơn tìm người có chút phai mờ theo tháng năm. Cuối cùng Hoa Y cũng hiểu ra, nguyên nhân khiến cả gia đình người đàn ông nhất quyết không chuyển đi, khiến cả nhà gặp nạn diệt thân. Thực ra, mọi người đều đang đợi con trai trở về nhà, mà người con trai này lại chính là Hoa Y. Đột nhiên, âm thanh dưới tầng cắt ngang suy nghĩ của Hoa Y. Cậu chạy xuống xem, thì ra người mẹ tuyệt vọng trở về nhà tự sát. Hoa Y vội vàng cứu mẹ xuống, đưa bà ấy tới bệnh viện cấp cứu. Tên gián điệp trong đồn cảnh sát nói cho tên trùm biết, mẹ Hoa Y đã nhìn thấy mặt Hoa Y. Đã vậy, tên nhóc này còn báo cả cảnh sát, phía cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ tìm cậu, vậy nên phải mau chóng trừ khử cậu, đỡ cho đêm dài lắm mộng. Tên trùm Sốc Tê nghe vậy thì mặt mày biến sắc. Hoa Y bị nhìn thấy rồi, vậy thì nên bem kẻ đã trông thấy nó là được, đúng chứ? Bọn họ không tin Hoa Y sẽ ra tay với người có ơn nuôi dưỡng mình. Lúc này Hoa Y đã sớm trở về nhà, cậu muốn hỏi rõ ông bố quân sư Jin Sung để chứng minh sự phỏng đoán của mình. Lần đầu tiên Hoa Y chĩa súng vào Jin Sung, bố à, có phải bố đã sớm biết từ lâu rồi không? Ông bố Jin Sung không còn gì để nói, cảm xúc trong người Hoa Y dần dần mất khống chế. Cuối cùng ông bố Jin Sung giúp Hoa Y đưa ra lựa chọn. Tên trùm Sốc Tê trở về nhà, nhìn thấy thi thể của Jin Sung, hắn lập tức thông báo thông tin cho ba người còn lại. Phản ứng của mọi người như thể phát điên, công ơn nuôi dưỡng suốt 15 năm, ai ngờ ngay từ khi bắt đầu đã là một mầm mống gây hại. Mọi người đều biết rõ Hoa Y sẽ dùng những kỹ năng mà chính tay họ rèn luyện để bem lại mình. Bên này ông chủ bất động sản thấy hành động của đám người thất bại nên chỉ đành phái sát thủ lén lẻn vào bệnh viện ra tay. Kết quả Hoa Y sớm dự liệu được người mẹ nằm trong viện ắt sẽ có nguy hiểm. Ngay lúc sát thủ chuẩn bị ra tay, Hoa Y bổ nhào lên, tên sát thủ bị Hoa Y ném ra ngoài tầng lầu. Người mẹ cũng được cậu thuận lợi chuyển đến bệnh viện khác. Cậu còn gọi cô gái mà mình thích đến trông mẹ giúp. Hiện tại dù cho là những ông bố nuôi của mình hay ông chủ bất động sản bên kia, tất cả đều sẽ không dễ dàng buông tha cho mẹ cậu, vậy nên cậu buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát. Hoa Y trở về nhà ăn trộm súng, kết quả bị ông bố xạ thủ Biêm Su tóm được. Hoa Y chất vấn một hồi, thế rồi dùng một con dao ghim chặt bàn tay của Biêm Su lên tường, cậu vẫn không nỡ xuống tay được. Đến khi tên trùm Sốc Tê đuổi tới nơi, Hoa Y đã trèo qua cửa sổ trốn mất dạng. Cuộc rượt đuổi xe diễn ra ngay trên đường, từ đầu đến cuối ông bố lái xe Kitae vẫn bám sát theo sau. Ông ta còn dặn mọi người đừng nổ súng bậy bạ, mình có năng lực dẫn Hoa Y về nhà. Kết quả vừa xe lái vào điểm mù, Hoa Y tung tuyệt chiêu, cậu xoay đầu xe lại, hai chiếc xe dùng tốc độ như điên lao về phía nhau. Thằng nhóc này muốn hóa vàng chúng ta đây mà. Ừ, gì cơ, đều là do tôi dạy quá tốt. Hoa Y gọi điện thoại đến, tới công trường mà các ông bắt cóc tôi năm đó để giải quyết đi. Bên trong công trường trống không, con quái vật ác mộng đó lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lúc này Hoa Y lại chẳng chút sợ hãi. Trong ánh mắt kiên định của cậu, con quái vật dần dần lui lại, thế rồi hóa thành tro bụi. Khi đám ông bố nuôi đuổi tới công trường thì không khỏi sững sờ, người tới không phải Hoa Y mà chính là tay chân của ông chủ bất động sản. Nhìn tờ giấy người kia đưa cho, Sốc Tê chợt hiểu rõ tất cả. Hoa Y muốn một lúc giải quyết triệt để, hai bên đều chẳng phải kẻ dễ đối phó. Một phát súng cướp cỏ vang lên, Hoa Y vác theo súng bắn tỉa nấp trên tòa nhà cao tầng rồi bắn xuống. Cậu chỉ thông qua khe hẹp trên cửa bắn súng không trượt phát nào. Tiếng súng vang lên, tên thuộc hạ dưới trướng ông chủ cũng gục xuống theo. Lại một phát súng, cả công trường rối loạn mất khống chế. Ông bố Kitae dựa theo hướng đạn trèo lên tòa nhà cao tầng, cầu xin cậu đừng nổ súng bừa bãi. Kết quả Hoa Y lỡ tay, suýt chút nữa đã đẩy ông bố Kitae vẫn luôn bảo vệ cậu nhất khỏi hàng rào bảo hộ. Thấy Hoa Y liều mạng cứu mình, ông bố Kitae cũng có chút được an ủi, nhưng vô cùng tự trách nói, bố xin lỗi con. Hoa Y, bố xin lỗi con, bố ơi. Sốc Tê nhìn thấy Hoa Y, hắn liền trút hết lửa giận trong người vào chiếc xe bên đường. Sau khi bắn nổ tung tất cả lốp xe xong, Sốc Tê lái xe chạy thẳng tới bệnh viện. Trong bãi đỗ xe, nhìn thấy cô gái bị tên gián điệp tóm được, Sốc Tê không nói lời nào, sau đó nhìn chằm chằm tên gián điệp. Làm gì vậy, thằng nhãi nhà anh? Đúng là trong bệnh viện, Sốc Tê kể hết với mẹ Hoa Y về những chuyện đã xảy ra trong 15 năm này. Thì ra tên trùm Sốc Tê và Hoa Y cùng mắc một căn bệnh giống nhau, đó chính là thường xuyên nhìn thấy quái vật. Năm đó khi còn ở cô nhi viện, con trai viện trưởng khuyên hắn chỉ cần chân thành cầu nguyện thì quái vật sẽ biến mất. Chỉ là dù hắn làm như vậy suốt một khoảng thời gian dài nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Sốc Tê cảm thấy mình bị chơi khăm, càng bi thương hơn là cô bé mà Sốc Tê thích ở trong cô nhi viện đó
lại thích con trai của viện trưởng. Quái vật và tình yêu khiến cho tâm lý Sốc Tê càng thêm vặn vẹo méo mó. Cuối cùng, một ngày nọ, Sốc Tê hung ác ra tay với cô gái mà hắn vẫn thầm thương trộm nhớ. Đến khi con trai viện trưởng đuổi tới nơi, Sốc Tê còn đánh người đó thành một tên que. Sau chuyện này, Sốc Tê cảm thấy cả người trở nên bẩn thỉu. Ấy vậy mà con trai viện trưởng lương thiện kia lại khuyên hắn quên đi sự tối tăm trong lòng. Chính kể từ khi đó, Sốc Tê hoàn toàn biến thành một con quái vật, mà chính từ lúc đó, quái vật cũng không còn xuất hiện nữa. Mẹ Hoa Y nằm trên giường gần như sụp đổ hoàn toàn. Vì sao sự lương thiện của gia đình họ lại đổi lấy kết cục như vậy chứ? Nhìn thấy tiết canh tươi chảy ngược trong ống truyền, Sốc Tê không chút cảm xúc nói, khi bản thân biến thành quái vật thì con quái vật đó mới biến mất được, cô vẫn nên bay màu đi. Sau khi Hoa Y trải qua chuyện này xong thì nó cũng sẽ tốt đẹp lên thôi. Đến khi Hoa Y đuổi đến bệnh viện thì người mẹ trong phòng bệnh đã nằm trên chiếc giường đẫm tiết canh, trong tay còn cầm theo chiếc khăn mà Hoa Y để lại. Ở bên kia, trong nhà của Sốc Tê, cảnh sát tới điều tra phát hiện tình huống thì chợt bị người gì trong nhà dùng đá đập đến ngã ra đất. Cô ta tuyệt đối không cho Hoa Y bảo bối của mình bị cảnh sát bắt đi. Không lâu sau, tên trùm Sốc Tê trở về nhà, đúng lúc người gì đang lau chùi vết tiết. Sao nào, tự mình làm xong thì cũng cảm thấy chẳng có gì to tát đúng chứ? Sốc Tê mệt mỏi bảo người gì đi nấu cơm rồi cùng đợi Hoa Y trở về. Thế nhưng cô ta lại nói muốn ăn thì tự đi mà làm. Đây là lần đầu tiên cô ta chống đối lại mệnh lệnh của Sốc Tê, bởi vì thực ra cô ta chính là cô gái mà Sốc Tê 15 năm trước đây. Sốc Tê ấn người phụ nữ lên kệ bếp. Đột nhiên Hoa Y trở về nhà, ngay lúc Hoa Y chất vấn hỏi vì sao Sốc Tê lại làm như vậy thì cảnh sát bị thương bất chợt tỉnh lại. Người phụ nữ lo lắng Hoa Y sẽ bị thương, cô ta dứt khoát đâm dao vào người tên trùm Sốc Tê. Tên trùm phất tay tát cô ta ngã lăn ra đất, sau đó là cú đạp không thương tiếc. Hoa Y không nhìn nổi nữa yêu cầu Sốc Tê dừng tay lại. Đã như vậy rồi mà còn không biết đường chạy trốn, mày ở đây mà còn muốn bắn ai hả? Thấy Hoa Y không bắn mình, Sốc Tê không vui, đây là coi bố nuôi mày không ra gì sao? Hắn không nói một lời, túm tóc người phụ nữ, uy hiếp Hoa Y nổ súng bắn mình. Thấy Hoa Y vẫn còn do dự, Sốc Tê nổ súng bắn vào chân người phụ nữ. Cuối cùng, trước uy hiếp điên cuồng của Sốc Tê, Hoa Y chỉ đành ra tay. Thời khắc ngã xuống, cuối cùng Sốc Tê cũng thanh thản nở nụ cười, bởi vì trong năm người bố nuôi, hắn mới chính là ông bố yêu thương Hoa Y nhất. Vài ngày sau khi cả nhà họ Im đều đã bị xử lý sạch sẽ, trong lễ khai công xây dựng, ông chủ cười ha ha cắt băng khánh thành. Nhưng chỉ một giây sau, thế là cuối cùng thì ai cũng ra đi chân lạnh toát. Mọi người có đoán được người cho chủ thầu xây dựng ăn kẹo đồng là ai không? Hãy comment bên dưới nhé. Được rồi, tập phim hôm nay đến đây thôi. Đừng quên để lại một like và subscribe để đón chờ những tập phim hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.